À, xin chào các bạn. Thì hôm nay là mình sẽ review và so sánh giữa hai dòng. Trên đây chúng ta sẽ có hai dòng gọi là máy quotation. Đó chính là một bên gọi là Dell Precision. Và đây các bạn sẽ nhìn thấy nè. Đó. Precision nó sẽ là 7710. Rồi, một cái nữa là chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây. Và chính là Dell Precision và phiên bản là 7720. À, thưa các bạn, thì nay là mình sẽ so sánh giữa hai dòng máy mà chạm giữa hai dòng máy về đồ họa, gọi là đồ họa khủng luôn các bạn, để coi có những đặc điểm về giống và khác nhau ha. Thì chúng ta cần máy về đồ họa, chúng ta cần máy về render, chúng ta cần về như là thiết kế, chúng ta cần về như là chỉnh sửa hình ảnh, hoặc chúng ta cần về như là chuyên về đồ họa dựng phim. Thì đây là một trong những dòng máy mà chúng ta nhìn thấy là gọi là đồ họa khủng nha các bạn. Đó, thì sẵn hôm nay là mình sẽ giới thiệu các bạn hai dòng máy và so sánh trên đây. Thì thưa các bạn, đối với hai dòng máy này á, thì cân nặng cũng khá là nặng ha. Đó, nó khoảng chừng hơn 4 kg. Và mặc dù đang là nặng nhưng mà về coi như là về sức mạnh của nó, coi như chúng ta nhìn thấy là để mà một cái máy mà mới chạm di động sử dụng về mạnh mẽ, thì đây có thể là hai dòng máy coi như là xài rất là ổn định và rất là bền các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi so sánh điểm giống và điểm khác của dòng Dell Reason 7710 và kia là Dell Reason 7720. Thì về ngoại hình chúng ta nhìn thấy về về phần trên nè, đây màn hình đây. Các bạn nhìn thấy về màn hình là nó có hai hai dòng máy ha. Ngoại hình thì các bạn nhìn thấy là sao các bạn? Coi như gần như là giống nhau đúng không? Về 7710 ha. Thì màn hình của nó đang được trang bị là màn hình Full HD với là độ phân giải là 17.3 inch. Và đối với phiên bản của 7720 thì cũng là 17.3 inch và cũng là màn hình Full HD IPS luôn. Đó, về kích thước màn hình và về kiểu dáng về máy, hình dáng về máy thì chúng ta nhìn thấy là gần như là giống nhau hết. Đó. Thì máy là có bàn phím về số nè, bàn phím số ha. Bàn phím số thì cơ bản hai dòng máy này chúng ta nhìn thấy là về phím gần như là giống nhau. Đó, giống nhau hoàn toàn ha. Có thể chúng ta lấy cái phím của 7710 chúng ta gắn qua 7720 đều được hết, hoặc 7720 gắn ngược lại đều được nha các bạn. Rồi về touchpad. Touchpad thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây. Giữa hai phiên bản nè. Cũng có thể giống nhau luôn các bạn. Hai cái bản lề. Đây bản lề đây. Và qua đây bản lề của 7710 và 7720 cũng coi như là giống nhau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ úp lại. Các bạn sẽ xem về như là về phía mặt trên ha. Đây. Các bạn sẽ nhìn thấy trên đây là máy thì được thiết kế là vân carbon. Thấy không? Carbon này. Đó, hợp kim carbon và có nhôm MC trên đây. Đây cũng vậy luôn. Đó. Dell Precision 7710 và là 7720. Rồi về thiết kế chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây. Giữa hình dáng nè. Đó, các bạn nhìn thấy không? Về phía trước gần như là giống nhau hết. Bây giờ mình sẽ để hai cái máy sát vào nhau và chúng ta sẽ xem coi là cái có gì khác nhau không nha. Thưa các bạn. Đây. Đây, phía trước đây các bạn. Các bạn thấy không? Nó sẽ có về báo đèn nè, đèn đầu cứng nè. Đèn về như là nguồn nè. Đèn về như là đang truy cập về như là dữ liệu ha, pin nè, đầu cứng nè, pin ổ cứng và là báo nguồn. Phía trước giống nhau. Bên hông bây giờ chúng ta thử xem ơi có cái gì khác không ha. Giữa hai dòng máy này chúng ta nhìn thấy nè, đây ba cổng USB này, vị trí có cổng USB gì đây. Đây mình mở sáng lên xíu cho các bạn chúng ta nhìn thấy ha. Đây là cổng USB này, có vị trí sạc nè, sạc sạc nè, và 7710 cũng y chang vậy luôn. Rắc và mic 3.5 đều giống nhau. Và đây thẻ SD, đây là thẻ nhớ SD. Giống nhau luôn các bạn. Đây là vị trí chống mất trộn, giống nhau luôn. Và chúng ta nhìn thấy đằng sau. Đằng sau có gì khác? Đây phía đằng sau đây. Phía đằng sau chúng ta nhìn thấy nè. Ở đây sẽ có về như là hốc tản nhiệt nè. Thấy chưa? Đó. Đây cũng vậy ha. Hai hốc tản nhiệt hai bên. Hai hốc tản nhiệt hai bên. Và nó sẽ có về như là cái vị trí về cổng LAN. LAN đây gọi là LAN Gigabit nha các bạn. Gigabit. À,
vị trí về đất sạc. Sạc nguồn là chúng ta sử dụng về nguồn là 230W. Đó. Đây cái cục sạc đây. Bây giờ mình lấy cục sạc để mời chúng ta xem. Đây. Thì các bạn 7710 và 7720 chúng ta đều sử dụng chung sạc. Đây ha, 240W. Và cái này sẽ là 12,3A. 12,3A nha. Rồi, qua bên hông đây. Chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây nè, nó sẽ có những cổng gì khác nhau và giống nhau ha. Thì đây các bạn nhìn thấy là cổng Type-C nè, Type-C nè. Đó. Xuất ra HDMI, xuất ra VGA đều giống nhau hết nè. HDMI, HDMI nè. Mini display nè. Đó, giống nhau luôn, VGA luôn. Thì về ngoại hình chúng ta nhìn thấy là coi như là gần như là không có gì mà coi như là khác nhau hết các bạn. Đó. Đây các bạn. À, chúng ta nhìn về ngoại hình nè. Về khí mà chúng ta mở lên màn hình lên ha. Giống nhau ha. Không gì khác. Thì có phiên bản có vân tay. Có phiên bản là cũng có không có vân tay. Tùy theo ha. Tùy theo cái nơi mà chúng ta xuất xứ. Và đây là máy mà nhập từ bên châu Âu về. Rồi bây giờ mình sẽ mở về cấu hình để mời chúng ta xem ngoại hình, hình dáng về bên ngoài gần như là giống nhau hết. Không có gì khác nhau. Có về bên trong thôi, khác nhau ha. Rồi, bây giờ bên ngoài, bên trong đây, bây giờ mình sẽ đi chi tiết mời chúng ta xem. Rồi thưa các bạn, đây là về cấu hình nè. Cấu hình của Dell Reason và đây là phiên bản là 7710. Đó. Thì đối với cấu hình như sau. Nó đang được trang bị là cấu hình là Core i7 và đây là 6820HQ nha. Các bạn thấy không? i7 6820HQ nè. Và trên đây mình để DSDG cũng là i7 6820HQ, 2GB 8 CPU. Được chưa? Nếu mà chi tiết hơn chúng ta qua phần tab manager nó sẽ có i7 nè, 6820HQ nè, 2GB nè và turbo lên tới là 3GB 6. Đó. Turbo lên 3GB 6 nha. 4 nhân 8 luồng hay gọi là 8 CPU và két 8M. Két 8M. Đối với dòng máy này chúng ta nhìn thấy là turbo dòng máy này là maximum để chạy được là 3GB 6. Còn đối với thì đây là thế hệ thứ 6 nha các bạn. Và qua bên đây, các bạn nhìn thấy là một cái dòng mà máy chạm nè. Đó, 7820HQ. Thì 7820HQ này nó sẽ có về như là CPU. CPU chúng ta nhìn thấy là 2G9 và auto lên tới là 3G9 nha các bạn. 3G9, 8 CPU. 8 CPU luôn. Đây, 8 CPU. Thì các bạn sẽ nhìn thấy trên đây nè, nó sẽ là 4 nhân 8 luôn, cách 80 luôn, giống y chang của phiên bản thứ 6. Đó. Thì 7710 chúng ta sẽ lưu ý nha. Chỉ duy nhất gắn được thế hệ thứ 6 thôi. Đây. Nhưng đối với 7720 nó vừa hỗ trợ là 6820HQ và có một phiên bản nữa là 7820HQ, nó sẽ hỗ trợ hai chạy hai phiên bản luôn. Đó. Về CPU nha. Và chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây. Đó là về CPU thôi. À, đang hỗ trợ được thế hệ 6 và thế hệ thứ 7. Rồi bây giờ chúng ta qua về RAM. RAM thì cơ bản là có thể giống nhau. RAM có thể kỳ giống nhau nha các bạn. RAM thì các bạn nhìn thấy nè. À, đối với phiên bản của 7710 trước đi ha. 7710. Thì các bạn sẽ nhìn thấy RAM. RAM đây đang hỗ trợ nè. Dòng máy này đang hỗ trợ đang gánh nha là 16GB. Và có thể auto lên tới là 64GB. Lý do dòng máy này chúng ta nhìn thấy là có tới 4 khe cắm RAM. 4 khe cắm RAM nha, mỗi thanh 16GB. Chúng ta gánh được 64GB RAM. 64GB RAM. Và đối phiên bản bớt chỉ là 2133 2004. Còn đây phiên bản của là 7720 thì các bạn sẽ nhìn thấy trên đây. Nó hỗ trợ là RAM đang hỗ trợ đang gánh vô là 32GB nè. Thấy không? Và chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây. RAM đây. 32GB. Và nó sẽ có 4 khe RAM. Gánh tối đa được là 64GB RAM. Giống như cơ bản là chúng ta nhìn thấy là giữa hai dòng máy có thể RAM gánh được tối đa được 64GB RAM. Và đối với về dòng máy của 7710 thì được là bus 24/2000/2133 là hỗ trợ. Còn 7720 sẽ là 2133/2004 hoặc là 2666. Thậm chí máy này các bạn gánh 2666 vẫn chạy nha, nhưng mà bởi chạy được bus 2004 thôi. Rồi, về đó là về CPU và RAM. Chúng ta qua phần ổ cứng. Ổ cứng thì đây là ổ cứng đang hỗ trợ nè. Máy này là cấu hình đang hỗ trợ đang gánh vô là ổ cứng NVMe 1T và HDD 1T nè. Đó. Còn về phiên bản của bên đây cũng vậy, tùy theo. Đây là do mình đang để gánh vô là 512 và là 500GB ha. Đó. Thì thưa các bạn nhìn thấy về HD graphics nó sự khác biệt về như là
HD Refit đây. HD Refit của 7710 sẽ là 530. Nó chạy cộng hình thứ nhất on board. Và qua cộng hình thứ hai của bên 7720 thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ là 630. Lý do về như là đây là CPU on board nha. À, cộng hình on board nha. Thì đây thì chúng ta nhìn thấy là lấy từ trong CPU ra. Thế hệ thứ 6 thì sẽ là 530. Thế hệ thứ 7 sẽ là 630. Chúng ta sẽ lưu ý. Rồi. Chúng ta sẽ nhìn thấy GPU. GPU là Quattro ha. Quattro thì phiên bản là của Dell Precision 7710 nó sẽ khác nhau với 7720 sẽ như thế nào. Đây là Precision, nó sẽ là Quattro M3000M. Và card này chúng ta nhìn thấy là nó sẽ có hỗ trợ Quattro M4000M hoặc là M5000M. Thì đây là phiên bản là M3000M nha. Chúng ta sẽ lưu ý. Và hiện tại là trên đây các bạn nhìn thấy là đang là card 4G, xe 8G, tổng cộng là 12G. Còn về qua đây, các bạn sẽ nhìn thấy trên đây cộng hình của trên máy Dell Precision 7720 thì 7720 là đang chạy card B nha, B3000, card 6G, xe 15 16G, tổng cộng là tới nhiêu các bạn? Tổng cộng đây chúng ta là 6G, xe 16G, tổng cộng là 22G. Đó. Khá là khủng luôn. Thấy chưa? Thì cơ bản về như là mình so sánh về như là giữa hai dòng máy, nếu như chúng ta cần về đồ họa, chúng ta cần về render, chúng ta cần về một xử lý về đồ họa chuyên nghiệp thì đây một trong hai dòng máy mà xử lý khá là ổn và khá là tốt. Với một cái phân khúc nếu như 7720 sẽ mạnh hơn, nhỉnh hơn so với một đời và so với một năm. 7710 nó sẽ là yếu hơn một xíu. Nhưng bù lại giá tiền nó sẽ rẻ hơn. Chúng ta sẽ lưu ý. Thì đây là giữa hai dòng máy và nếu như chúng ta cần về render, chúng ta cần về xử lý đồ họa, các bạn nhớ liên hệ ngay Nhất Vlog 0922 422 422. Nhất Vlog xin trân trọng cảm ơn các bạn. Xin chào. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Địa chỉ của mình đang là 159 Nguyễn Thái Sơn, phường 4 Gò Vấp nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.